Đau quá. Hả? Con đi đâu? Con đi về cứu. Nó đây con. Con đi đâu? Sao mà đau miệng chỉ gì đó ta? Dòng coi có mắt răng không? À, coi chơi cho mẹ coi coi. Đó miệng ra coi có mắt răng không? À, nó dính gì đâu? Nói đi. À mẹ con đi về cứu. Cái tay mẹ con đi. Ừ, con đi về cốt không? À, à đi con. À. Cho mẹ đi không? Không. Không không? Cho Biên đi không? Cho Biên đi không kìa. Không. À. Ba đâu? Ba đâu? Ba đâu con? Kêu ba ơi lẹ ơi. Đi. Hà. Dạ đi ở nhà đi nha. Dạ lại nói nhà kìa. Ở nhà nghe nè. Kêu mẹ ở nhà rước anh đi. Mẹ ở nhà rước anh. Rước anh phải không? Ừ, con đi chơi nha. Đi chơi ngoan nha. Cái Hà đi chơi ngoan nha. Dạ. Ừ, giỏi nè. Mẹ đi rước anh hai nha. Bỏ anh hai luôn nha. Bỏ không? Bỏ anh hai hả? Chịu không? Cho mẹ rước anh đi. Mẹ rước anh. Bye bye con Hà, bye bye con Hà. Ba đi đây. Kéo sờ đồ rồi. Chết rồi, ba đi bỏ luôn. Tạm biệt. Cái gì? Đòi lên xe. Đòi lên xe nãy giờ nè, cà hị cà hị. Bye bye mẹ đi. Bye bye con. Đi chơi vui nghe. Rồi đi chơi đây. Chưa cắt cái này ra.